không chiến ra này. Đánh dân này, đánh dân này. Công an đánh dân à? Công an đánh dân này. Dân đã can đi. Đánh dân à? Công an đánh dân nhá. Cháu người dân, cháu nó quay cơ mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xem dân, à, xem công an này. Đúng rồi. Đúng nhá. Đúng rồi. Đúng đi ra ngoài đi. Đúng rồi. Đây đó bị đang tâm đây. À. Ngoan. Cái thằng nào ở trong kia kìa, nó phát tiếng to lắm, lũ súng sang lắm. Ờ đâu ở đấy đấy, một lũ dân súng sang với nó đấy, chắc là nó thằng to đấy. To thì làm béo đây, nó còn chỗ là làm gì? Nói là chúng mày mức người dân để cho nó yên tí tí một tí, ta sao mà chúng mày cứ ầm ĩ lên. Bảo nó là đi về mắt tao thế. Anh ơi, anh đi về là ngay khẩn trương. Đi về ngay. Đi về. Chia sẻ đi. Cậu ơi quay hết đi cậu ơi. Kéo nó. Đánh nó này. Không lấy ông bà ông ta làm như này thế ôi. Chia sẻ các bạn này, chia sẻ pháp luật làm gì này. Không biết người dân quá, người dân còn chưa rác này. Mẹ bà to mình trâu bà ngã. Ôi, bà ngã. Ông như vậy, ông bị mất nhà, mất lớp, mất nhà, mất cửa con. Xem ông có chịu được không? Mẹ nó sao phải chửi. Nó có quyền có chức nó mở cái mồm nó nói thế đấy. Mẹ cứ ngồi yên đi chú bạn. Ra sau cô thỏ. Không được cô chấp. Các bạn có thể chia sẻ. Chia sẻ chưa cháu? Con cháu đang quay trực tiếp mà. Đúng rồi, bị thu đất nhưng người ta chưa bồi thường. Ở đây nó là dự án phải không? Cái thằng Dũng là cái thằng em. Bồi thường cho dân không bồi thường. Đây đấy. Chú từ từ, không phải nói trên mấy người cấp dưới không được. Rồi cứ lấy tay nắm chân cho bà được rồi. Sau đầu anh ấy. Các bạn chia sẻ lên cộng đồng mạng. Chia sẻ nhé. Quay trực tiếp luôn. Có ai cũng tắt người thì cũng tắt tên người anh ấy
Chia sẻ các bạn này. Ở chợ Hà Trung. Con trai rồi vào đây mẹ. Anh ấy là người nhà, Anh ấy là người nhà. Con rồi, nhưng mà mẹ ơi đừng nói nữa, kéo bè lũ giết. Có nữa. Bây giờ là có bao nhiêu? Bây giờ tôi chỉ biết nói câu cuối cùng thôi. Giờ mấy anh này không chịu lo cho dân, đúng không? Bây giờ có bao nhiêu cứ tung lên mạng bấy nhiêu đi. Rồi những cái người cao cấp hơn sẽ làm việc với mấy người này. Đúng không? Rồi ngày mai gia đình làm cái đơn. Đúng không? Gia đình làm cái đơn nếu mà cao cấp còn tôn trọng của đất Quảng Ninh. Như thế này là không rõ đi được rồi. Nguyên rủa. Nguyên rủa đúng rồi. Nguyên rủa đúng rồi. Bây giờ mày là tính tính và đừng lấy đó. Chắc là có người nào vô nói hai đứng ta. Không. Nhưng người ta nhẹ nữa lên đùng ra. Chắc anh cứ quyết định là lấy của người ta cho bằng được. Làm sao mà lấy được rồi. Các gì có từng đường với các anh. Đường làm nói đấy. Còn đó một câu này. Cuối cùng dễ. Cái xe thông bên đây gần gần cậu mua một cái sủi đây. Không phải dễ anh mua cho em cái thuốc ăn hồng ở đây. Cái sủi đây này. Sao vậy? Cô người với nhau mà sử dụng như vậy. Đi về nha. Lần này đi về đứng giờ kêu nữa. Các bạn chia sẻ anh công đồng mạng đi. Chia sẻ anh công đồng mạng. Chỗ công an thành phố, mọi thành phố ở gần công an tỉnh, mọi công an tỉnh. Bảo mỗi người biểu cho mấy ông cấp cao. Xin chào ai gọi máu đây nhanh. Đang cứ chia sẻ. Để cho mẹ anh ấy đã, anh đừng mới. Tin tức ở trên kia hết rồi. Ở trong đấy không phải làm sao phải ấy lên cả. Có bao nhiêu tu lên mạng rồi chị kêu cứu ra. Ngay trong cái giờ này phút này. Cái chuyện bóp cổ đứa trẻ con ấy, mẹ mày tung hết lên phầy, cho hết lên phầy. Cậu xưa mấy thằng công an bóp cổ đứa trẻ con ấy. Đây là cổ nó vẫn còn xước ấy. Cho hết lên bóp cổ trẻ con. Chuyển tay thì cũng vào cổ trẻ con. Mẹ bây giờ đây này, có đứa bé đứa trẻ con còn nào ở đấy ôm cái gì. Còn mày ấy còn có cả cái ảnh nó bóp cổ mày tím tái cả mặt vào rồi ấy. Ba thằng công an liền đấy, tưởng tao không chụp được à? Dân chưa làm gì, anh chưa làm gì. Khóa trong tay dân rồi, bật dân này. Cứ đứng như nhà người ta, gây rối gì đấy, các anh ra khách trường các anh, các anh nào. Bố thông gì không? Mẹ em bố thông gì? Cô anh ấy đừng nói rồi. Cô anh đừng nói. Em hiểu gì? Đánh là đánh ở trong nhà này, đánh vào. Công viên bên này, Hồng Dũng với Hồng Hồng này. Công an chứ còn gì đó. Nói chung là nghĩ nó chỉ nghe lệnh mấy cái thằng trên thôi. Mấy cái thằng trên thôi. Đó, lấy đất ra, nó là bồi thường rồi, bắt đầu ra phá rồi. Các bạn chia sẻ mạnh là có ra mà. Vẫn đông mà.
chia sẻ các bạn này. Hai cháu sai cho mẹ cháu cơm rau, cương bức người dân sao vậy, lấy đất ra chưa bồi thường này. Các anh cũng chỉ là công dân thôi, các anh cởi bộ quần áo ra các anh cũng chỉ bằng bọn tôi thôi, trả hơn bọn tôi được cái gì đâu. Còn mẹ sao đây, xích trong nhà đánh anh Hương, đánh anh Hùng, người dân à, ai bóc cổ ấy kẹo. Sơn ơi Công an nó bao hết rồi. Nhà báo nó bao hết rồi. Thế không có vấn đề gì đâu. Nhà báo nó bao hết rồi. Ôi trời ơi. Đây là tao đang nói mà cái thằng kia nó bảo tao là bắt cái con kia lên xe. Thôi bắt được người cứ bắt thôi. Các bạn có thể chia sẻ video cùng mình nhá. Thế này. Nào mà chỉ mà tao. Mọi người rất có video hết rồi. Có hết video chưa? Có hết rồi. Bây giờ đây con tỉnh thôi. Mẹ tuổi muối. Mẹ mày ra đường mày chẳng là cái đéo gì đâu. Một phát tay là mày cũng tẹo mày ăn luôn rồi. Cứ để cho mẹ hồi sức ra. Anh đừng quay người đó làm cái gì cả. Đó, em có thật đấy. Anh quay người mà người đánh á, em quay. Anh lên đâm. Anh quay người dân để người dân nói ấy. Này, đảm bảo một câu này, chẳng ai tôn trọng được ai cả. Hà cho mẹ một tí nước nó ấm đi. Chia sẻ các bạn này. Đang ở hiện trường luôn này, dân cướp bức. Công an cướp bức dân. Lấy đất nhà dân chưa bồi thường này. Lấy cấp nước đường cho bu. Các bạn chia sẻ đi. Bây giờ mày phải thật bình tĩnh vào, đừng để gục. Bố cứ bình tĩnh thôi. Có đánh bu à? Không đấy. Đứa nào làm đấy? Đi mua đường luôn. Đánh đàn bà, đánh trẻ con ấy. Nếu thằng đấy ấy, bị mẹ chẳng bằng con chó ở ngoài xã hội luôn. Công an vừa đánh rồi. Ông nhà anh em chị ạ. Đánh dân này, cướp bức dân này. Lấy đất của dân chưa bồi thường này. Các bạn chia sẻ mạnh vào. Chia sẻ mạnh vào cho pháp luật. Hà Trung vậy ấy. Anh Phúc lên đồi rồi. Lấy đất của nhà dân chưa bồi thường. Bảo đi có luôn nha. Cấp chất một tiền hả rồi. Ôi việc này trà sữa gì em ơi, không khác. Bác ơi, thôi bác ơi. Mấy cái
Cái sức bẩn gần. Lấy cho mẹ 400 đi. Lấy thôi. Lấy cho mẹ 400 nữa. Lấy cho mẹ 400 nữa. Chia sẻ các bạn này. Chia sẻ mạnh vào. Không ngay trên Hà Trung thôi em ơi. Đi vào đi, đi ơi. Công an để làm gì không biết. Các bạn chưa chia sẻ nhé. Hướng bức dân này này. Anh kia có chân nữa. Công an đánh. Đây. Công an xếp hàng cứ mức dân, cứ mức dân nhá. Lấy đất của dân chưa bồi thường. Hà Trung nhá. Đang quay ở Hà Trung. Các bạn có thể chia sẻ mạnh và cho pháp luật cho pháp luật giải quyết. Công an để làm gì? Hôm nay được đặt đau rồi, hôm nay bệnh xương bở vai rồi, không được rồi, em gọi công an làm gì đây? Dưỡng đất dân này, lấy đất của dân chưa bồi thường này. Lấy đất của dân chưa bồi thường em ơi. Dưỡng đất dân đánh dân. Mang dân đúng hành lang của các anh đi. Đây là cái cửa. Anh đúng hành lang các anh. Các bạn chia sẻ đi. Dân đầy đường này, dân đánh dân, công an đánh dân này, mất dân này. Lấy đất của dân chưa bồi thường này. Ở nhà anh giúp em này. Anh sang đây. Đúng rồi, công an đánh đánh người chưa đất của dân nha, chưa bồi thường nha. Đâu. Các bạn chia sẻ mạnh nghe cho pháp luật giải quyết. Công an đánh người cướp đất của dân chưa bồi thường các bạn. Anh ở bên trong anh cứ ấy đừng quay vu lắm này. Đang rốt là mày quay vu lắm này. Đang rốt ở trong nhà bị công an rốt trong nhà rồi. Công an không cho ra. Đúng rồi nhà anh Trung Anh ấy. Sao làm? Công an đánh người cướp đất của dân chưa bồi thường nhá. Các bạn chia sẻ mạnh lên. Cảnh đánh á, có quay ở thường kia rồi. Tối có là quay trực tiếp á. Vu nhở gọi bố mày. Công an đầy đường này. Bây giờ chở U công an chỉ làm cảnh nghe công an làm gì không chở đi đâu hết. Không phá được cửa sắt mà. Không, công an nó phá tháo hết bằng chứng nó ra rồi, tên chúng nó tháo hết rồi. Đây là không còn chứng nó tháo hết rồi. Công an tháo hết phù hiệu rồi. Chọn dương rồi nhá. Người dân làm như này là Dũng gió với Hùng gió đang bị rốt trong nhà rồi anh ấy. Công an tháo hết phù hiệu. Công an tháo hết phù hiệu rồi nhá. Bà này là giết người chứ phải. Mày đi mua thanh cắt xong rồi. Ừ, bật bảo bình tĩnh nghe. Anh tiêu luôn ở chỗ chúng nó xem nó tính như nào. Rồi.
đánh dân sao đây? Đánh dân dân trước đất của dân anh ấy. Anh ơi. Mày bình tĩnh đi. Tao sang mày đốt được cái gì? Mày đốt sao được hết tất cả được? Tao không đốt ai cả. Mày cứ bá ra công an nó vào nó cưỡng chế không làm gì được anh ạ. Các bạn có thể chia sẻ video lên cộng đồng mạng nhá. Chia sẻ mạnh lên. Cứng bức dân đây này, cứng bức dân dân giờ làm vật ra đây này. Dạ. Có tay. Cháu đang quay trực tiếp đây rồi. Công an cưỡng chế rồi đánh dân, cướp đất của dân chưa có bồi thường này. Giờ chủ nhà giờ đang làm chia sẻ cho pháp luật giải quyết. Giờ công an tháo hết phù hiệu này. Giờ tháo hết cả phù hiệu ra đây này. Không cho dân biết tên này. Các bạn chia sẻ video mạnh này nhá. Cướp đất của dân, đánh dân, cưỡng chế dân. Chưa bồi thường cho dân đã cướp đất dân, cướp đất của dân rồi. Đánh dân, cướp đất của dân nhá. Công an giờ tháo hết phù hiệu rồi. Cán bộ công an tháo hết phù hiệu rồi. Các bạn có thể chia sẻ video nhá, tháo hết phù hiệu không cho dân nhìn tên này. Công an kiểu gì đi làm mà tháo hết phù hiệu này. Ở trong ngoài chung anh ấy. Các bạn like rồi chia sẻ nhá. Cái dân làm vật ra đây rồi này. Không sao cả. Chúng mày quay hết một loạt công an không có phù hiệu, không có chức vụ đây này mà đứng đây này. Cầm đồ. Có người công an ấy quay ấy không được tiếp đi quay chính bản thân họ ấy, quay người dân ấy nó làm cái gì? Còn này mấy ông thi công này cứ xây đi, không có đường về nhà đâu, nghe chưa? Mày đâu ấy, mày đi, mày thở. Mày đi vào nhà đi để cho bà già nằm. Để cho mẹ anh thả hồ sơ ký vào. Đóng cửa vào. Đi vào. Đóng cửa vào. Các bạn chia sẻ video đi. Anh nghe tiếng nó khóc kìa. Không, không, không. Đóng cửa, không mở cửa. Anh quay em để em cầm em về lấy sạc đã hết mẹ bị nói. Đây, để anh muốn sạc iPhone 55 cũng được. Bảo là đi về nhà lấy sạc 5 đi. Anh lấy sạc không phải thân à? Vì về nhà lấy cho em cái sạc dự phòng không? Ở chỗ giường, cái giường ngoài, ở cái giường ở ngoài sân đấy. À chị Phương ấy, cầm cho em cái sạc dự phòng lên đây nào. Lên đây anh giúp nhá. Hôm qua giờ tháo hết cả phù hiệu ra rồi. Mày mang mình xây đứng góc đứng hẳn lên bàn. Không, cái đoạn này em có video. Bây giờ người ta đang làm này. Quay cho người ta thi công này. Mất wifi, mất wifi quay được. Ra ngoài đấy mất wifi không mấy được. Chị cầm cho em cái củ sạc dự phòng lên đây mà.
Thì chị phóng lên một tí đưa em ơi chị về. Anh em bây giờ bu đi lại một phát mà bu. Giờ có mấy mười mấy phần trăm rồi, phát trực tiếp nhanh hết đi lắm. Không đi thì không được. Đi ra xa thì mất wifi anh ạ. Anh đó không dám chắc là không dám ạ. Đây giờ người dân làm vật ở đây này. Công an cưỡng bức dân, đánh dân này, cướp đất của dân này. Pháp luật để gì? Gọi taxi vào đưa mua bệnh viện đi. Rồi lên bệnh viện làm to luôn. Công an nó cầm rồi. Làm gì? Không mà. Bỏ cho ông ra thôi, cho ông ra. Ông ra bây giờ cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. À cướp đất của dân đánh dân cũng chế người nhá. Các bạn chia sẻ mạnh video vào. Bây giờ công an nó cầm súng bắn à? Mình đánh dân cướp bức dân cướp đất của dân. Cướp đất của dân. Giờ làm vật ở đây rồi này. Công an để làm gì? Công an tháo hết phù hiệu rồi. Công an kiểu gì tháo đi làm tháo hết phù hiệu đây này. Các bạn có thể chia sẻ video mạnh lên nhá. Nó vừa nó đánh dân anh ạ. Nó vừa nó đánh của anh Dũng. Giờ bác Trung nó làm vật đây này. Các bạn chia sẻ video mạnh lên nhá. Bây giờ còn người chủ chi và chủ nút cho Hà, chợ Hà Trung nhá. Chợ Hà Trung Hạ Long. Chào cùng ạ. Cũng được, cũng được. À đây là sự việc là dân cướp đất của dân, đánh dân, cưỡng chế dân. Các bạn chia sẻ mạnh video lên nhá. Công an đi làm tháo hết phù hiệu, không cho dân nhìn. Các bạn chia sẻ mạnh video lên cho pháp luật giải quyết. Đúng rồi, công an vừa đánh dân. Đánh dân cướp, cưỡng chế dân, cướp đất của dân. Làm gì cả. Nói em nghĩ là chưa dân chưa làm gì. Các bạn chia sẻ mạnh video lên nhá. Công an đi làm tháo hết phù hiệu rồi. Công an đi làm tháo hết phù hiệu. Đánh dân này. Cướp đất của dân này. Pha trà uống thôi. Lấy nước tí nước nóng uống. Nóng pha đi uống. Anh cứ bay đi pha cho bác không chậm được đấy ạ. Công an đánh dân này, cưỡng chế dân này, cướp đất của dân đây này. Các bác xem là không được không? Tháo hết phù hiệu này, đi làm tháo hết phù hiệu này. Nhưng họ có phù hiệu, có người tháo phù hiệu ra. Có lại là khác. Lãnh đạo tháo hết phù hiệu này, đi làm tháo hết phù hiệu này. Đây là sợ quá thì phải tháo phù hiệu ra, có thế thôi. Đây là phù hiệu và in trên áo rồi là không bỏ được. Bây giờ ngoài sao mới mũ, ngoài sao mới mũ, mới bộ quần áo ra là đấy là ta là công an thôi chứ còn chẳng ai biết đấy là ai cả. Còn là không biết tên tuổi, chức vụ. Chức vụ không ai biết. Đấy. Đây là giả sử là người dân mặc quần áo công an như thế này ngoài đường, mặc vào đến công tác của dân theo bảo dự án là kiểu sao em thay đồ em mặc quần áo công an như thế này.
Công an đánh đánh dân này. Không cho người bê nó ra cái dãy kia rất bê là cho nó bọn kia. Đúng rồi đấy, bê nó chung kia. Các bạn chia sẻ mạnh video lên nhá. Cho pháp luật giải quyết. Luật được nữa. Pháp luật đây. Công an đi làm tháo hết phù hiệu. Công an đi làm tháo hết phù hiệu, không có chức vụ, không có tên tuổi. Đây là bọn dự án nó thuê xã hội đen mặc quần áo công an về đây để dọa dân thôi. Mày nói thẳng là như thế cho tao. Đang trực tiếp rồi mà. Đúng, quay trực tiếp luôn. Công an mà không có phù hiệu, không có tên tuổi, không có chức vụ, chỉ là bọn xã hội đen thôi. Mày quay thực mặt. Đấy. Quay thực không mặt từng phải người tên hay không tên. Đúng rồi. Quay hết mặt này. Đấy, quay rõ mặt thì thôi. Không tên tuổi, không chức đây. Vụ. Tên ấy rồi từ từ sẽ biết hết, được chưa? Chia sẻ rồi. Quá rồi. Ở chợ Hà Trung nhá, công an đánh dân này. Không chế dân này, cướp đất của dân này. Các bạn chia sẻ mạnh video lên nhá. Đánh dân này, không chế dân này, cướp đất của dân này. Các bạn chia sẻ mạnh video lên nhá. Các bạn đi làm tháo hết phù hiệu. Các bạn xem được không? Anh ạ, anh ra quay cái đoạn nó đang phá đi. Đang ở trong Hà Trung, Hạ Long nhá. Đây, cướp, đánh dân, cưỡng chế dân này, cướp đất của dân đây này. Dân giờ làm vật ra đây này. Cần cầu đang phá đất của dân đây này. Các bạn chia sẻ mạnh video lên nhá, cho pháp luật giải quyết. Công an đi làm tháo hết phù hiệu. Cướp đất của dân này. Mất giờ rất là sai. Chỉ đến gọi này thôi.
À, đánh dân cướp đất của dân chưa bồi thường. Đứng lên mấy con đây này. Mất wifi, đoạn lên wifi kém lắm. Không quay được ra đấy, mất wifi. Ta làm quay trực tiếp. Ba lấy máy anh chung em. Ai có bao giờ bắt wifi? Quay cái thằng béo phải mang. Mày cháu đang phát trực tiếp. Nghĩa chỉ cần chụp. Đấy máy thường là mà quay thường này. Mày lấy máy mày chụp bắt cái thằng này. Ăn cướp ra trắng trợn luôn. Đánh dân ra cướp đất của dân. Ta cần cầu. Cái cầu nó phá người dân này. À, đánh dân cướp đất của dân nhau các bạn nhá. Các bạn có thể chia sẻ mạnh lên cho nhà nước. Đây là người dân giờ đánh người dân giờ đang làm vật ở đây. Anh Sơn ơi, anh Sơn đi, anh có taxi, anh có taxi đi. Bệnh viện, có taxi đi. Đây, xe. Chết rồi, gọi xe cho bái đi viện cứ gửi nhá, hay không một lần. Gọi xe cho bái đi viện. Mày bình tĩnh không, mình xa lạ, mình xa phải gửi đấy đây. Chân chân bái cứ cò vào cửa. Chúc ơi, em phải tản ra cho cô thở. Em phải tản ra cho cô thở. Đây đây. Đây người đang thở ấy. Sắp mới đây à? Đúng rồi đấy. Anh dân này. Chia sẻ mạnh lên các bạn ơi. Đánh dân tập kết đất của dân này. Từ từ đợi xe đến bây giờ. Bình tĩnh nhé. Sao đâu đây đi. Tay vào đi. Tay thì để cho người ta vào người ta ấy đi kìa. Thoát hết rồi. Để cho người ta khác vào đi. Xem cho Wi-Fi được gần nên là không đi được xa mà. Anh có làm gì vậy? Anh chia sẻ mạnh lên nhá. Bạn chia sẻ mạnh lên. Anh có làm gì đấy? Chúng ta đánh dân. Công ty làm lợi đến đây. Đấy đất của dân này. Tao tao đi. Cắm bu ra, cắm bu lại. Để cho người ta đưa cắt tiêu ra. Cái này ăn hỏng rồi. Con này ở đây hết rồi. Ở đây hết rồi. Đơn điện á. Đơn, sách đi phải cắm lên, cắm lên. Cắm bu đi. Cắm lên, bế lên. Rốt người nhà vào trong nhà. Mẹ tao là sao biết cả là như mày. Thôi. Tiền ra bảo gì ăn đưa cho. Đi quay mặt thì lại mất wifi.
đi làm tháo phù hiệu. Phải vô an nhá, đánh dân thật luôn. Của sổ đỏ luôn nhá, không phải đất của nhà nước. À ờ được chứ. Đất ở trong sổ đỏ luôn.
sổ đỏ người ta mới cưỡng chế. Mời các anh ra khai trường đứng đi. Không thuộc khai trường làm việc. Tất nhiên không thỏa thuận được thì nó sẽ cưỡng chế chứ. Thank you.
bạn chia sẻ mạnh lên nhá. Lúc anh đi phát nào làm luôn à? Không, bọn vừa đi mà nói chuyện là tiếng, mà nói chuyện là tiếng không được. Mẹ ấy nói với tiếng Anh. Đánh dân được, cũng chế dân. Đánh, chỉ đánh út gòn thôi. Mấy thằng Hùng Vinh á. Anh đau không? Chắc đừng mấy cái. Bạn ơi, nó xưng lên bà có đoạn video rồi mà. Thế đoạn, thế trẻ con đâu, còn trẻ con đúng rồi đâu. À vừa, có thằng công an bóp cổ con kẹo à. Dân không nói gì à? Dân đứng ngoài không ai nói gì? Kéo ai dám vào? Không ý bóc của trẻ con khó vào bản thái. À, cướp đất của dân, đánh dân, cưỡng chế dân nhá. Nhà công an đi làm tháo phù hiệu rồi. Không đội mũ này bị mẹ mà vừa thích đi nhắn rồi chỉ mới được chưa đó tí là chỉ có nào nhưng chỉ ai chị em, chỉ em với ai còn công an của con này áo đồng phục và để bằng nhau hết. Ừ, thì hơn nhau được cái áo thôi. Áo đồng phục và để bằng nhau hết. Các bạn chia sẻ mạnh nghe nhá. Còn tắt đi thế không? Ơi, vụ việc như nào thì tối mình sẽ báo sau. Là kết thúc á, hết pin rồi.